Hòa Minzy nổi hứng cắt tóc ngắn, bạn trai tiếc nuối xả loạt ảnh ôm ấp mùi mẫn thời tóc dài. Bạn trai Hòa Minzy cũng giống nhiều bạn nam khác, không thích bạn gái để tóc ngắn. Sau thời gian ngắn nằm viện vì sức khỏe không ổn định, Hòa Minzy bỗng dưng cắt phăng mái tóc dài của mình đến ngang vai khiến fan bất ngờ. Tuy nhiên vì chưa hài lòng, nữ ca sĩ lại tiếp tục cắt ngắn như thời mới vào nghề, uốn cụp phần đuôi. Trước sự thay đổi này, Hòa Minzy nhận được cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Trong nữ ca sĩ còn trẻ hơn, nhìn như thiếu nữ 17. Được cư dân mạng khen, nhưng có vẻ như người yêu của Hòa Minzy lại không quá thích. Anh chàng tiếc nuối mái tóc dài của người yêu đến mức đăng loạt ảnh cũ của cả hai trên trang cá nhân. Bạn trai đại gia của Hòa Minzy chia sẻ ảnh cũ hồi Hòa Minzy vẫn để tóc dài với dòng trạng thái phút ban đầu. Hòa Minzy ôm ấp mùi mẫn với người yêu, có lẽ Minh Hải thích Hòa Minzy để tóc dài hơn là tóc ngắn. Công khai tình cảm được hơn một năm, Hòa Minzy và bạn trai hiện tại vẫn rất mặn nồng, thậm chí còn có dự định cưới xin. Mái tóc ngắn mới xinh xắn được cư dân mạng khen hết lời. Trước đó cô nàng để thẳng, dài ngang vai nhưng chưa được đẹp như ý. Phản ứng của Linh Nga và cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi thấy Văn Lâm mua xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ. Chiếc xế hộp mới được xem là ước mơ bao lâu nay mà thủ môn Đặng Văn Lâm ấp ủ để dành tặng bố khiến cộng đồng mạng và chị gái Linh Nga vô cùng xúc động. Hình ảnh Đặng Văn Lâm khoe tặng bố xế hộp không chỉ khiến fan mà đặc biệt chị gái nữ diễn viên múa Linh Nga vô cùng ngưỡng mộ xúc động. Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn điển trai Đặng Văn Lâm có tên gọi thân mật là Lâm Tây, chia sẻ hình ảnh bố mẹ đứng bên, chiếc ô tô mới kèm dòng chữ, thực hiện ước mơ của mình, tặng bố. Đây là món quà tặng mà thủ thành số 1 tuyển Việt Nam dành cho bố mà anh đã ấp ủ từ lâu, hiện tại bố mẹ Đặng Văn Lâm sống ở Nga. Có lẽ đây chính là ước mơ bao nhiêu năm ấp ủ mà nam thủ môn Đặng Văn Lâm tích góp mua, xế hộp tiền tỷ để tặng bố. Sau khi bức ảnh Đặng Văn Lâm chia sẻ, thu hút hơn 31.000 lượt like và hơn 800 bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước món quà mà Đặng Văn Lâm dành cho gia đình sau quãng thời gian dài nỗ lực không ngừng. Chị họ Linh Nga khen ngợi Văn Lâm, việc làm đáng yêu nhất, bao nhiêu công sức và mồ hôi của em để em làm món quà tặng bố Sơn. Trong đó, một số đồng đội của Lâm Tây cũng để lại bình luận chúc mừng. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu viết, Đặng Văn Lâm, anh là số 1. Tuyệt vời quá, chúc mừng anh và gia đình. Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh chia vui. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn gửi lời chúc mừng tới Văn Lâm, xuất sắc, cháu làm tốt lắm. Chúc mừng anh, chắc ba mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây, là những bình luận để lại. Chưa đầy một tháng sang Thái, cùng 9 năm thi đấu xa nhà, mới đây Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe món quà đặc biệt tặng bố mẹ. Được biết, nam cầu thủ Đặng Văn Lâm có thành tích thi đấu, phong độ xuất sắc. Suốt nhiều mùa giải vừa qua, anh được câu lạc bộ của Thái Lan chiêu mộ với mức lương lên tới 10.000 đô và được cấp xe nhà riêng. Nam cầu thủ sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, bố nam cầu thủ là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, đồng thời là em trai song sinh của nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, bố của diễn viên múa Linh Nga. Mẹ của Đặng Văn Lâm là diễn viên người Nga, hiện gia đình Đặng Văn Lâm sống ở một căn nhà nhỏ Thanh Bình ở thủ đô xứ sở Bạch Dương. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, Đặng Văn Lâm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây là quả ngọt đầu tiên mà Văn Lâm dành tặng cho gia đình sau chuỗi thi đấu thành công trong suốt năm 2018 và đầu năm 2019 của chàng thủ môn điển trai. Nghe tin đồn Song Joong Ki ngoại tình, Mai Phương Thúy khẳng định sẽ không bao giờ công khai chồng đâu. Một tin đồn buồn cho trái tim fan girl của Mai Phương Thúy. Cặp đôi song song mà ly hôn thật là Thúy sẽ không bao giờ công khai chồng đâu, khổ quá mà. Chỉ một vài thông tin đang được đồn, lan rộng rằng Song Joong Ki ngoại tình với bạn thân của Song Hye Kyo. Vợ chồng song song có khả năng đã ly hôn mà trái tim hàng triệu fan girl như hững đi một nhịp. Một trong số đó phải kể đến Chủ tịch Hiệp hội Mê Trai tại Việt Nam, gọi tên cô nàng Hoa hậu Mai Phương Thúy của chúng ta. Nếu bạn follow Instagram của Mai Phương Thúy, hẳn là phải biết chị Thúy vốn là một cô gái có trái tim nhiều ngăn. Các ấp ba Hàn Quốc hay Trung Quốc hay Âu Mỹ đều khiến Thúy đổ đứa đừ. Vậy mà hôm nay nghe tin đồn cặp đôi song song ly hôn, đã thế Song Joong Ki còn ngoại tình với bạn thân vợ nữa, thì trái tim Mai Phương Thúy như vỡ vụn. Mai Phương Thúy thổ lộ sẽ không bao giờ công khai chồng đâu. Nếu đây là sự thật thì tôi thực sự mất niềm tin, ôi Song Joong Ki, ôi Song Hye Kyo, ôi đàn ông. Mai Phương Thúy để lại bình luận dưới bài viết về vợ chồng song song.
hai ngôi sao hạng A lấy nhau quả thật quá khổ, tôi sẽ không bao giờ công khai chồng đâu. Ok, trái tim Mai Phương Thúy mỏng manh quá, dù khá buồn, nhưng cũng đừng khẳng định sẽ không bao giờ công khai chồng chứ, hoa hậu nói được làm được nha. Không chỉ có Mai Phương Thúy mà Hansara và cộng đồng mạng cũng sụp sôi trước tin đồn này. Về việc vợ chồng song song, ai cũng cầu mong rằng đây không phải là sự thật. Hu hu, song song couple vẫn chưa chia tay mọi người ơi, báo hàng bảo là cả hai bên công ty đều phủ nhận hết nè. Anh kia vẫn còn follow vợ đó, em tin anh. Sức ảnh hưởng của cặp đôi song song quả thực rất lớn, mong rằng cặp đôi sẽ đập tan tin đồn để vẫn là một mộng ước tình yêu của nhiều người. Quý tử nhà Lương Thế Thành, Thúy Diễm lần đầu diện đồ lạnh đi Đà Lạt cùng ba mẹ. Sau những ngày bận rộn thì hai vợ chồng tranh thủ dành thời gian bên cạnh con trai, đưa cậu bé đi nghỉ dưỡng. Kể từ khi tổ ấm của Lương Thế Thành và Thúy Diễm xuất hiện thành viên mới, thì nhân vật này còn hot hơn cả bố mẹ. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ luôn khiến mọi người cảm nhận được tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau. Kể từ khi yêu cho đến lúc kết hôn, bên cạnh đó cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết. Kể từ lúc cậu quý tử đầu lòng chào đời, vì có thêm thành viên mới, khiến cho tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Mới đây nhất, sau khi hoàn thành một số lịch quay phim mới, thì vợ chồng nam diễn viên đã bắt đầu dành thời gian đi chơi. Đặc biệt hơn, trong chuyến đi nghỉ dưỡng lần này, cả hai không gửi bé Bảo Bảo cho ông bà, mà đưa cả con đi theo cùng. Địa điểm mà gia đình Thúy Diễm lựa chọn để dừng chân chính là thành phố Đà Lạt. Vì thời tiết Đà Lạt lạnh hơn nhiều so với Sài Gòn, nên cặp đôi này đã chuẩn bị trang phục kín đáo cho bé. Cô hào hứng khoe lần hiếm hoi khi chó con mặc đồ lạnh. Khi ba mẹ đang rất hào hứng, thì cậu quý tử lại ngơ ngác nhìn vào ống kính. Bảo Bảo chính là một báu vật của nam diễn viên. Dù bận rộn đến cỡ nào đi nữa, thì anh vẫn luôn dành thời gian để có những giây phút chứng kiến những khoảnh khắc đáng yêu của con. Dù được ba mẹ chồng ngăn cản việc chia sẻ ảnh của cháu nội lên mạng xã hội, nhưng hai vợ chồng Lương Thế Thành vẫn không thể cưỡng lại được. Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Đặc biệt, cách mà nam diễn viên lo lắng dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ghen tị. Và những kiểu gia đình như thế này có lẽ cần xuất hiện nhiều hơn để lan tỏa những điều tích cực đến khán giả. Hồ Quang Hiếu, tôi và Bảo Anh vẫn rủ nhau tâm sự mỗi khi buồn. Trước tin đồn về chuyện tái hợp với Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, cặp đôi vẫn thường xuyên gặp gỡ và tâm sự mỗi khi có chuyện buồn vui. Mới đây, Hồ Quang Hiếu tham gia chương trình âm nhạc và bước nhảy tháng 3 cùng Đàm Vĩnh Hân, Hoàng Yến Chi Bi. Xuất hiện trong buổi ghi hình, nam ca sĩ nhận được nhiều thắc mắc của khán giả về tin đã tái hợp với tình cũ Bảo Anh. Hồ Quang Hiếu cho hay, bây giờ tôi với Bảo Anh chỉ như hai người bạn. Vì thế, chuyện bạn bè đi ăn với nhau cũng là bình thường, không có gì to tát cả. Anh cho biết thêm, tôi và Bảo Anh vẫn thường rủ nhau ngồi tâm sự mỗi khi buồn. Chúng tôi có thể tâm sự chuyện buồn vui từ kinh doanh đến nghệ thuật. Trong cuộc sống rất khó tìm một người hiểu và hợp với tôi như Bảo Anh để nói chuyện. Lý giải chuyện thường xuyên gặp gỡ người yêu cũ, dễ rơi vào tình huống tình cũ không rủ cũng tới. Nam ca sĩ cho rằng, chuyện yêu lại hay không đều do cảm xúc của mỗi người. Nếu bản thân mình xác định đối phương là bạn thì sẽ là bạn, còn yêu là yêu. Cũng như tôi với Bảo Anh hiện tại không còn tình yêu nhưng vẫn là tri kỷ với nhau, trên cả mức tình bạn nhưng không còn là yêu, Hồ Quang Hiếu nhận định. Sau hơn một năm chia tay, thời gian qua Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thường xuyên bị bắt gặp đi ăn cùng nhau, hát chung trên sân khấu. Gần đây cả hai còn check-in ở cùng một địa điểm, khiến khán giả tin rằng cặp đôi đã nối lại tình xưa. Trước một tấm ảnh chia sẻ của Bảo Anh ở Islands vào dịp Valentine, nhiều cư dân mạng nhận ra sự tương đồng về góc ảnh và cách tạo dáng với hình ảnh Hồ Quang Hiếu chia sẻ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng đã để lại bình luận khi Bảo Anh than lạnh, có người yêu đi chung mà lạnh gì. Trước đó Bảo Anh vướng nghi vấn là người thứ ba, gây ảnh hưởng, lên đến mối quan hệ giữa Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh, Hồ Quang Hiếu vẫn quan tâm lên tiếng bảo vệ cô. Bảo Anh Hồ Quang Hiếu vướng nghi án tình cảm từ tháng 1, 2015. Tuy nhiên đến tháng 10, 2016, hai người mới xác nhận đang yêu nhau. Nữ ca sĩ, anh muốn em sống sao tâm sự. Tình cảm giữa họ phát triển dần sau những lần đi diễn chung ở nước ngoài, cả hai chia tay vào tháng 10, 2017. Bảo Anh thường xuyên gượng cười khi loạt sau việc chúc cô sớm quay về với Hồ Quang Hiếu.
dàn sao ủng hộ phim của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, vợ chồng Vân Trang, Tú Vi, Ngọc Lan cùng đông đảo nghệ sĩ hội ngộ trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Hạnh Phúc Của Mẹ tối 26 tháng 2. Cát Phượng và chồng trẻ Kiều Minh Tuấn hạnh phúc sánh đôi đi sự kiện sau sóng gió tình cảm liên quan tới diễn viên An Nguy. Đôi vợ chồng đã hàn gắn gương vỡ lại lành. Vân Trang và ông xã thiếu gia trốn con gái đi xem phim điện ảnh đầu tiên Kiều Minh Tuấn đóng cặp với Cát Phượng. Diễn viên Vân Anh thắp tùng bà xã Tú Vi tới rạp xem phim. Cặp đôi Ngọc Lan Thanh Bình hào hứng ủng hộ tác phẩm điện ảnh do đạo diễn Huỳnh Đông thực hiện. Huỳnh Đông ái châu bế con trai cưng lên thảm đỏ tối 26 tháng 2. Vợ chồng Khởi My Kevin Khánh hội ngộ bản thân Thanh Duy ngoài cùng bên phải. Cát Phượng Kiều Minh Tuấn tách đôi khi chụp ảnh cùng những đàn em tại sự kiện ra mắt phim. Diễn viên Mai Phương giản dị với áo sơ mi quần jean, sức khỏe của cô tạm thời ổn định sau thời gian điều trị ung thư phổi. Nữ diễn viên cười tít mắt khi trò chuyện cùng bạn thân Ốc Thanh Vân. Gia đình Thúy Hạnh mặc tông sụt tông đen trắng đi xem phim cùng nhau. Trường Giang một mình tới chung vui với vợ chồng Cát Phượng sau Nhí Huy Khang đóng vai con trai của Cát Phượng trong phim Hạnh Phúc Của Mẹ. Ca sĩ Phương Thanh gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết Quốc Đại ở rạp phim. Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn selfie với Phương Thanh, Kiều Trinh, Quang Sự và Huỳnh Đông. Diễn viên Hứa Vĩ Văn. Vợ chồng nghệ sĩ Kiến An. Diễn viên Kim Tuyến nổi bật khi mặc áo dài đỏ đi ủng hộ đàn chị. Đạo diễn Lê Cung Bắc mừng đàn em Huỳnh Đông chuyển hướng từ diễn viên sang nghề đạo diễn. Nghệ sĩ Lê Giang đi cùng con gái Lê Lộc đến ủng hộ Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Nghệ sĩ Quốc Thuận. Nhà sản xuất Bá Cường, diễn viên Tiến Luật, Anh Tú và đạo diễn Huỳnh Đông. Đạo diễn Trần Vi Mỹ cùng hai tác giả kịch bản Toto Chen, Kim đến chúc mừng Huỳnh Đông. Dàn diễn viên chụp ảnh cùng đạo diễn Huỳnh Đông tại sự kiện.